Xin chào tất cả các bạn, chị và các bạn. Đây là cái cây hoa hồng sau khi em cắt tỉa các bạn chị. Sau khi cắt tỉa xong thì các bạn chị có thể thấy được là em giữ được một cái bộ lá nó rất là đẹp. Đấy, tất cả những cây hoa hồng của em là sau khi mà nó ra hoa xong ấy các bạn chị. Cắt tỉa xong ấy là đây các bạn chị này. Đấy. Là nó giữ được một cái bộ lá rất là đẹp. Cái cây hoa hồng nhé, cái bộ phận cần phải bảo vệ đó chính là lá các bạn chị. Lá là bộ phận quan trọng nhất, bởi vì là nếu còn lá ấy, thì chúng ta sẽ xử lý được rất nhiều vấn đề, đặc biệt là ví dụ như là bị sâu bệnh ấy, thì chúng ta phun thuốc cái lá nó hấp thụ cực kỳ nhiều. Phần lớn là các loại thuốc bây giờ là nó có tính nội hấp thu, nó cần phải có lá hấp thụ. Rất nhiều các anh chị thắc mắc là tại sao mà khi chúng ta phun thuốc trị dẹp vảy các anh chị nó lại không hiệu quả. Bởi vì là các thuốc trị dẹp vảy hiện nay nó chủ yếu là có cái tính nội hấp thu. Vì vậy nếu mà trên cây các anh chị không có lá ấy, trị dẹp vảy cực kỳ khó. Vậy thì có rất nhiều các anh chị nói là tại sao lá của các anh chị nó hay bị rụng và nó xấu. Thì cái nguyên nhân ấy là do là các yếu tố bên ngoài, ví dụ như là bọ trĩ nó phá này. Tức là khi cái chồi non nó đâm ra các anh chị nhé, khi cái chồi non nó đâm ra này các anh chị này, các anh chị để cho trĩ nó cắn, dẫn đến hiện tượng là lá nó sun nhỏ lại. Các anh chị thấy chưa, nó sun nhỏ lại thì nó không có lá. Đấy, cái thứ hai nữa là để cho lấm nó phá. Lấm này các anh chị này, đấy. Lấm nó phá thì nó sẽ hỏng lá các anh chị. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là do nhện. Đấy, nhện nó phá lá, nhện nó ăn ở trên lá này. Đấy, bọ trĩ này, bọ trĩ nó cắn phá lá từ lúc mà lá non. Nhện thì nó sẽ cắn khi mà lá của chúng ta nó trưởng thành như vậy. Đấy, và lấm nó cũng sẽ phá khi mà cái lá của chúng ta nó trưởng thành. Đấy, nó có ba cái con đó thì nó sẽ tấn công lá của chúng ta. Một nguyên nhân nữa là nó là chúng ta bón dinh dưỡng thiếu cho cây. Tức là gần như sau khi mà hoa nó nở là các anh chị không biết bổ sung chất dinh dưỡng cho cây, dẫn đến là cái lá này các anh chị này nó bị thiếu chất dinh dưỡng. Đấy, vì vậy là nó rụng. Thường cái bộ lá này của em nhé các anh chị nhé, cái bộ lá già này, nếu mà giữ tốt, cung cấp đủ chất dinh dưỡng và đừng để cho nó bị lấm hoặc là bị nhện nó phá ấy, thì nó phải được hai lứa hoa. Tức là cái cây nó phải ra hai lứa hoa thì cái lá này nó mới rụng. Đấy, thế nhưng mà rất nhiều các anh chị là cứ hoa tàn cái là nó cũng rụng lá, đúng không ạ? Là trên cây của anh chị nó chọc lóc, nó không có lá. Đấy, cây của em thì nó rất sai lá đây các anh chị này. Đấy, cắt tỉa xong các anh chị nhìn cái bộ lá của nó này. Đấy, các anh chị thấy chưa? Đấy, sau khi cắt tỉa xong là giữ lại được bộ lá như vậy. Trước đây thì em có nói với các anh chị là sau khi em cắt tỉa xong ấy thì thường em sẽ chỉ giữ 1/3 lượng lá trên cây. Đấy là với cái trường hợp các anh chị nha. Đối với những cái trường hợp mà cái cây của em này khi mà nó ra hoa ấy, là nó không đạt yêu cầu về hoa, tức là nó ít, thì em sẽ loại bỏ lá để kích thích sự đâm chồi. Thế còn khi mà trên cây nhé các anh chị nhé, trên cây mà nó đã ra đủ cái lượng hoa, ví dụ em muốn cái cây này của em này nó ra 100 bông hoa các anh chị ơi, thì sau khi nó ra đủ 100 bông hoa rồi là em sẽ không bỏ lá nữa. Bởi vì là lứa hoa sau ấy là nó sẽ đâm ra ở các đầu chồi. Em chỉ cần nó đâm ra ở các đầu chồi, tức là nó sẽ giữ cho em một lượng hoa khoảng 100 bông trên này thôi. Em không cần thêm nữa. Vì vậy nếu không cần thêm hoa nữa thì không cần phải loại lá các anh chị. Bởi vì sau khi cắt tỉa như vậy này các anh chị này, thì tất cả các đầu chồi sau này nó sẽ trả hoa. Và giả sử trên cây này có 100 bông rồi thì không cần bỏ lá nữa. Nhưng giả sử là trên cây này của em hiện nay nó chỉ có 50 bông hoa thôi, nhưng em muốn cái cây này nó phải cho em 100 bông hoa, thì em phải loại bỏ bớt lá để gì? Để kích thích sự đâm chồi của cây. Bao giờ cây nó đạt đến 100 bông hoa rồi thì lúc đó em chỉ cắt tỉa hoa tàn và không loại bỏ lá nữa. Và lúc này em sẽ giữ nguyên si bộ lá. Nếu có bộ lá dày như vậy các anh chị nhá. Các anh chị thấy chưa? Bộ lá dày này, dưới rất thông thoáng. Và giữ được bộ lá dày như vậy thì chữa bệnh, kể cả cây nó bị mắc bệnh dẹp hay bệnh gì đó, chữa rất dễ. Bởi vì là lá này nó nhiều này, phun thuốc nó hấp thụ cực kỳ nhiều, vì vậy là nó rất dễ xử lý. Thì trong nội dung video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta sau khi cắt tỉa xong nha các anh chị nhá, là chúng ta cần phải biết bảo vệ cái lá như thế nào, dùng cái thuốc gì để chúng ta bảo vệ cái lá này các anh chị. Bảo vệ làm sao mà nó không bị lấm, không bị nhện và nó đầy đủ chất dinh dưỡng. Các anh chị nhìn thấy cái bộ lá nó xanh như vậy, cắt tỉa xong mà nó còn xanh như vậy, tức là cây này vẫn đang giàu chất dinh dưỡng. Nếu mà cây thiếu chất dinh dưỡng cái lá nó sẽ vàng, nó rụng ngay. Đấy, vì vậy hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta bón phân và phun thuốc để dưỡng cái bộ lá. Bởi vì lá còn thì cây còn, lá mất thì cây chết các anh chị nhá. Đây là cái bộ combo mà em đã chia sẻ với các anh chị trong các video chăm sóc hoa trước rồi. Hiện nay thì em có nhập được gần như đầy đủ tất cả những cái sản phẩm này. Vì vậy nếu các anh chị nào mà có nhu cầu mua
Đấy, hoặc là các anh chị không gom được cái bộ combo này thì các anh chị có thể liên hệ với em qua cái số Zalo ở trên màn hình ấy, em sẽ hỗ trợ các anh chị. Thế còn hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta sử dụng cái bộ combo này để chúng ta dùng những sản phẩm gì để chúng ta bảo vệ cho cái lá. Thì sau khi cắt tỉa hoa tàn xong các anh chị nhá. Đấy. Nhìn cái bộ lá rất đẹp, các anh chị thấy chưa? Rộng. Sau khi cắt tỉa hoa tàn xong thì đầu tiên là các anh chị phải sử dụng cái gói Manco Z để trị lấm, hoặc là sử dụng Anvin. Trị lấm thì em có hai dòng, một là dòng Anvin. Đấy, hoặc là dòng Manco Z, thì hai cái dòng này phun luôn phiên nhau các anh chị nhá. Nhưng mà thường là sau khi mà cắt tỉa hoa tàn xong em sẽ sử dụng Manco Z. Manco Z thì cái công dụng của nó là sẽ phủ một cái lớp trên bề mặt lá này các anh chị này. Đấy. Phủ một cái lớp trên bề mặt lá này để tránh hiện tượng là nó bị lấm. Đấy. Nếu để lấm nó phá là nhanh hỏng lá lắm. Vì vậy là đầu tiên các anh chị phải sử dụng Manco Z hoặc là Anvin đều được các anh chị nhá. Ở đây em sẽ sử dụng Manco Z này để bảo vệ cái lá. Cái nhện thì bây giờ là các anh chị lưu ý là cái lá này chỉ có lấm, nhện và bọ trĩ nó phá thôi. Nhưng đến khi mà cắt tỉa này rồi các anh chị nhá, tức là cắt tỉa hoa tàn rồi thì không có trĩ. Vì vậy các anh chị chỉ cần phòng lấm và phòng nhện. Nhện thì các anh chị sử dụng cho em cái vua trừ nhện. Đấy. Sử dụng cái vua trừ nhện các anh chị nhá, để bảo vệ cái lá này. Và bây giờ sau khi bảo vệ loại lấm này với nhện rồi, đúng không ạ? Diệt lấm với nhện rồi thì bây giờ là phải cung cấp chất dinh dưỡng cho lá. Nếu không cung cấp chất dinh dưỡng cho lá thì các anh chị nhá, sau cắt tỉa xong nó vẫn bóng lừ vậy. Nếu mà không cung cấp chất dinh dưỡng cho lá thì cái lá này nó sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng, nó không duy trì được cái độ xanh như vậy. Mà cái độ xanh của cái lá này thì nó phụ thuộc vào cái nhóm dinh dưỡng đa lượng, đó là lân và kali. Trong khi đó cái lá này nó vẫn là cái lá trưởng thành các anh chị. Vì vậy nó cần nhiều vi lượng. Các anh chị cần phải cung cấp thêm vi lượng cho nó. Vì vậy sau khi cắt tỉa xong các anh chị sẽ sử dụng cái đầu trâu 701 các anh chị nhá. Này. Đầu trâu 701 thì cái tác dụng của nó họ ghi rất rõ ở trong trên cái bao bì này các anh chị này. Tăng khả năng ra rễ, đặc biệt là tốt cho dưỡng cây sau khi cắt tỉa cành, các anh chị thấy chưa? Đấy, tức là nó giúp cây ra rễ mạnh và dưỡng cây sau khi cắt tỉa. Lân và kali ở trong cái hàm lượng cái đầu trâu 701 là rất nhiều. Đấy. Lân là 30 và kali là 20. Muốn lá nó cứng khỏe thì cần phải có kali. Muốn lá mà có màu xanh đậm ấy, như này các anh chị này, thì cần phải bổ sung nhiều lân. Tuyệt đối các anh chị chú ý là không bổ sung đạm vào đây nhá. Thời điểm này nó là không cần dùng đạm đâu. Đấy, dùng đạm vào cái là lá này hỏng ngay. Đấy, các anh chị cần phải bổ sung nhiều lân và kali. Hàm lượng đạm nó có đây nhưng mà nó ít thôi các anh chị. Và bổ sung vi lượng. Nhưng mà trong cái thành phần đầu trâu 701 này nó khá nhiều vi lượng này các anh chị này. Đấy. Rất nhiều thành phần vi lượng và các hormone sinh trưởng. Vì vậy là chúng ta, nếu mà cái lá nó đã bóng đẹp như vậy rồi các anh chị nhá, đấy, thì chúng ta không cần phải pha thêm vi lượng nữa. Được. Còn nếu mà cái, nhìn bộ lá các anh chị, cái cây nào mà nó vàng quá, các anh chị thấy nó vàng ấy, sau khi cắt tỉa xong mà nó vàng lá ấy, ví dụ nó vàng vàng như thế này các anh chị này, đấy, thì các anh chị sẽ bổ sung thêm một cái gói vi lượng. Đấy, cái gói vi lượng Delta Micro. Ở đây thì em lại không có. Cô anh chị nào theo dõi nhiều thì biết đúng không ạ? Đấy, thì các anh chị sẽ dùng thêm một cái lọ 701 này nữa. Đấy, vậy thì sau cắt tỉa là các anh chị sẽ dùng 3 sản phẩm này để bảo vệ cái lá. Đúng chưa? Một là loại lấm này. Đúng chưa? Loại nhện này. Trừ lấm, trừ nhện này. Và cung cấp thêm dinh dưỡng cho lá này. Và cung cấp thêm lân và kali để giúp cây phục hồi bộ rễ luôn này. Và lân và kali nó sẽ tích ở trong cây để chuẩn bị cho quá trình đâm chồi. Đâm chồi được hay không là do lân và kali các anh chị nhé. Đạm nó sẽ giúp chồi đẹp hơn, lá xanh, lá to hơn. Đấy, chứ còn lá xanh ý, thực tế lá xanh là phải dùng lân nhiều nó mới xanh lá. Nếu các anh chị dùng mà thừa lân nhé, các anh chị dùng nào thừa lân, lá nó sẽ xanh đậm, xanh đen luôn đấy. Các anh chị thấy không? Đấy, video hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị cái công thức để các anh chị dùng để bảo vệ cái lá. Tránh cái trường hợp là sau khi mà hoa tàn xong cái là lá nó cũng tàn theo luôn. Vì vậy là nếu cái trường hợp mà cây nó đang ra hoa, cây nó đang ra hoa như thế này các anh chị nhá. Đấy. Hoặc là đang ra hoa như kia. Hoàn toàn các anh chị có thể, tức là khi hoa nó sắp tàn các anh chị. Các anh chị không xác định các anh chị chơi hoa nữa là các anh chị có thể phun ngay. Phun xong các anh chị hãng cắt tỉa. Bởi vì phun xong như vậy thì phun trước như vậy thì cái lá của chúng ta này nó nhiều. Khi cắt tỉa đi nó sẽ bỏ loại bỏ hoa tàn thì bao giờ nó cũng phải mất một hai lá ở trên gần hoa đúng không ạ?
Vì vậy là cái lượng lá nó cũng sẽ giảm đi, lượng thuốc hấp thụ sẽ kém hơn. Vì vậy là khi các anh chị chuẩn bị mà cắt tỉa, các anh chị có thể phun trước. Đấy, nhưng mà cái lá của em thì nó nhiều các anh chị, các cây của em nó nhiều lá như này, thì em không cần thiết em phải phun trước. Vì vậy em cứ cắt tỉa sau em phun. Đúng không? Thời điểm này thì các anh chị chỉ cần dùng trị lấm, trị nhện, đặc biệt là cái lá này bây giờ mà để nhện thì thôi xong cái cây này luôn các anh chị. Đấy, phòng lấm phòng nhện và cung cấp thêm đa lượng là lân và kali và bổ sung vi lượng. Thông thường lá nó vàng đi các anh chị, lá nó vàng đi ở cái thời điểm mà sau cắt tỉa này ấy. Một là do chúng ta cung cấp chất dinh dưỡng nó thiếu, cung cấp chất dinh dưỡng nó thiếu thì cái lá nó không được nuôi thì nó vàng. Hai là gì, khi mà cây thiếu dinh dưỡng thì dinh dưỡng ở trong lá là nó sẽ rút vào kho các anh chị, để chuẩn bị cho lứa đâm chồi mới thì cây nó phải tích trữ dinh dưỡng. Vì vậy là nó sẽ rút chất dinh dưỡng ở trong lá này. Dinh dưỡng thì nó có hai nhóm, một là nhóm đa lượng và nhóm vi lượng. Nhóm đa lượng là nhóm có thể di động được, vì vậy là nó có thể chạy từ thân cây này lên lá, rồi nó lại chạy ngược lại từ lá xuống thân cây, các anh chị thấy chưa? Vì vậy nếu mà sau cắt tỉa mà các anh chị không biết bổ sung chất dinh dưỡng để bảo vệ cái lá này thì chất dinh dưỡng nó sẽ rút từ lá này, nó cho vào kho để chuẩn bị đâm chồi. Vì vậy cái lá này nó thiếu dinh dưỡng nó sẽ rụng. Đấy, các anh chị thấy chưa? Đấy là những cái lưu ý cho các anh chị khi các anh chị chúng ta sau khi cắt tỉa chúng ta phải làm gì để bảo vệ bộ lá. Đấy, sau khi phun xong như vậy rồi thì khoảng một tuần sau các anh chị, một tuần sau thì bắt đầu là cây nó sẽ có xu hướng nó nhú chồi. Đấy, nhú chồi tức là các anh chị vẫn bón phân như bình thường nhá. Đây là chúng ta phun ở trên lá thôi để bảo vệ cái lá thôi, còn sau khi cắt tỉa vẫn phân gà với lân bón như bình thường các anh chị nhá. Đấy, tức là chúng ta sẽ vừa cho cây ăn lân qua rễ và vừa cho cây ăn lân qua lá, nhưng mà cái việc mà chúng ta phun lân vào lá ở cái thời điểm này ấy, là cho lá nó ăn trực tiếp. Ở trên cây nó có một cái cơ chế gọi là tự dưỡng. Tự dưỡng tức là gì? Cái lá này nó có thể hấp thụ trực tiếp chất dinh dưỡng và nó nuôi ngay tại đây, nó không cần phải cây hút chất dinh dưỡng lên để nuôi nó. Đấy, vì vậy là cái lúc mà chúng ta phun cái đầu châu 701 này là cho lá nó ăn trực tiếp ở trên lá. Thế còn sau khi mà lân với phân gà nó ngấm rồi thì nó sẽ đưa lên nó nuôi tiếp lá và nó đâm chồi. Thì sau khi cây bắt đầu chuẩn bị nhú chồi thì các anh chị lại chăm sóc như bình thường. Đấy là cái lưu ý cho các anh chị khi chúng ta phun và thuốc và phân bón lá sau khi mà cắt tỉa hoa tàn các bạn nhỉ nhá. Đấy, đây là cái bộ ba mà em hay dùng này. Đấy, mùa này thì phải phun phòng nhện. Đấy, bởi vì không là nhện nó phá, nhện mới lấm nó phá kinh khủng lắm các anh chị. Đấy, thiếu chất dinh dưỡng thì không sợ lắm, nhưng mà nhện mới lấm nó phá thì nó tan cây, mà tan mất bộ lá này các anh chị này. Đấy, thì coi như là cây yếu đi trông thấy luôn các anh chị nhá. Video hôm nay thì em xin phép dừng lại đây thôi. Các anh chị mà có nhu cầu muốn mua các sản phẩm gì thì các anh chị có thể liên hệ với số Zalo ở trên màn hình ấy. Em sẽ hỗ trợ các anh chị. Đợt này thì khá nhiều các anh chị, rất nhiều các anh chị hỏi, vì vậy em có nhập được một lô mới. Vì vậy các anh chị có thể liên hệ, cần cái gì thì em có thể hỗ trợ. Video hôm nay em xin phép dừng lại đây thôi. Xin chào tất cả các anh chị nhé.